tân tổng thống của Burundi quỳ cầu nguyện trước khi tuyên thệ nhậm chức. Ngày 18 tháng 6 năm 2020, tại Gitega, thủ đô của Burundi, đã diễn ra buổi lễ tuyên thệ nhậm chức của tân tổng thống, ông Evariste Ndayishimiye. Tại buổi lễ, trong khi tân tổng thống quỳ chuẩn bị cầu nguyện, Đức cha Simon Antambwana, tổng giám mục Gitega, đã mời gọi ông Evariste: "Hãy cho chúng tôi hòa bình, hãy tìm kiếm hòa bình với tất cả khả năng của tổng thống." Hiện diện tại buổi lễ, ngoài phần lớn các quan chức của chính quyền dân sự, còn có đại diện của các tôn giáo. Trước khi tổng thống Evariste tuyên thệ, người hướng dẫn buổi lễ đã mời 8 giám mục công giáo và các vị đại diện của các giáo hội Kitô khác ra giữa sân vận động. Sau khi tạo thành một vòng tròn, tổng thống đắc cử quỳ ở giữa. Trước khi cầu nguyện, Đức tổng giám mục Gitega đã mời tân tổng thống và các quan chức chính phủ: "Xin quý vị hãy luôn sẵn sàng đón nhận sự khôn ngoan của Thiên Chúa như vua Salomon." Đức tổng giám mục nhấn mạnh về sự cần thiết tìm kiếm hòa bình, phúc cho những ai mang lại hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con của Thiên Chúa. "Xin Ngài Tổng thống hãy làm cho mình trở thành con Thiên Chúa thực sự, có khả năng mang lại hòa bình cho người dân Burundi. Tổng thống biết rõ chúng tôi rất cần hòa bình. Hãy cho chúng tôi sự bình an, hãy tìm kiếm hòa bình với tất cả khả năng của Tổng thống." Đức cha Simon nói tiếp: "Tổng thống yêu mến Thiên Chúa và ghét điều ác. Chúng tôi biết Ngài yêu mến Thiên Chúa. Xin Thiên Chúa chiếu sáng trên Tổng thống, để Tổng thống có thể làm những điều tốt cho người dân Burundi, củng cố tình thương giữa người dân với nhau. Hãy làm cho những người tị nạn có thể hồi hương, để họ có thể giúp chúng ta đấu tranh chống lại sự khốn cùng, điều đã làm cho Burundi ngã quỵ. Hãy tạo cơ hội cho những người hồi hương có thể đem tài năng của họ ra phục vụ cho sự phát triển của đất nước." Những lời của Đức Tổng Giám mục Gigeta đã biểu lộ niềm hy vọng cho người dân đã từng bị hoang mang sau nhiều năm bất ổn của đất nước. Năm 2015, Tổng thống Pierre Nkurunziza đã sửa đổi hiến pháp để ông có thể làm tổng thống thêm nhiệm kỳ thứ ba. Điều này đã làm cho tình hình của đất nước trở nên căng thẳng. Trước đó, vào năm 2005, ông Nkurunziza bắt đầu nhiệm kỳ thứ nhất và nhiệm kỳ thứ hai vào năm 2010. Giáo hội Công giáo Burundi đã tuyên bố chống lại việc cố vị tham quyền này của tổng thống. Các giám mục đã kêu gọi dân chúng không sợ hãi trước những hình thức đe dọa nếu không thuận theo những chỉ dẫn của chính quyền. Các giám mục cũng mời gọi các tín hữu làm tuần cửu nhật cầu nguyện, xin Chúa trao cho Burundi một vị lãnh đạo đất nước qua hình thức bầu cử minh bạch, đem lại sự bình an cho đất nước. Ông Pierre Nkurunziza đã qua đời vào ngày 8 tháng 6 năm 2020 sau 3 nhiệm kỳ làm tổng thống. Theo dự kiến, vào ngày 20 tháng 8 năm 2020, ông phải trao quyền cho ông Evariste Ndayishimiye, người đã được bầu vào ngày 24 tháng 5 năm 2020 với số phiếu áp đảo 68,70%.